Kính mời quý thính giả bắt đầu theo dõi câu chuyện đồng quê miền Nam của Hồ Trường An mang tựa đề Ăn mắm thấm về lâu. Thầy thuốc Châu Thanh Cảnh có phòng mạch ở ngoài chợ Vĩnh Long. Hồi trào Tây, y sĩ và dược sĩ đều được gọi là quan thầy thuốc. Thầy thuốc Cảnh không phải tốt nghiệp ở trường thuốc, tức là Đại học Y khoa ở Hà Nội để trở thành y sĩ Đông Dương đâu ông còn quai còn bảnh gấp 10 hơn nữa vì đã tốt nghiệp tại trường y khoa ở tận tỉnh Reims bên Pháp khi về nước ông đeo theo cô vợ đầm mai cho má của ông là bà hội đồng sáng thất lộc để khỏi chứng kiến cảnh thằng con ăn học thành tài của mình đem con phiên nữ mắt xanh tóc vàng về Dương Quai diễu giỏ với mọi người trong tỉnh Vĩnh Long này Raman cô đầm sanh cho thầy thuốc cảnh hai cậu con trai là Cyril và Daniel khi cậu út lên 6 tuổi thì cô vợ Pháp bỗng dưng mắc chứng điên. Ông đưa vợ qua nhà thương điên ở tỉnh Brienne cũng gần Reims để điều trị cả năm không khỏi. Ông đành gửi vợ ở đó rồi trở về nước. Hai đứa con ông được gửi cho người anh vợ ở Sài Gòn để chúng tiện việc đeo đuổi việc học hành ở trường tiểu học Tây. Theo luật người Pháp, thầy thuốc cảnh gặp trường hợp như vậy không được phép bỏ vợ. Nhưng cô vợ điên lâu quá, không có hy vọng bình phục như xưa nên ông phải tính cho cái bề thế của mình. Ông bèn chọn một cô gái nhan sắc lộng lẫy trong tỉnh Vĩnh Long để bầu bạn. Hầu quên cái bất hạnh của mình. Đó là cô Quỳnh Yến, con của thầy Ách Nhiễu, có nhà ở cầu lầu. Cô Quỳnh Yến học năm thứ ba trường áo tím ở Sài Gòn. Khi lọt vào cặp mắt xanh thầy thuốc cảnh, thì cô bỏ học để làm tình nhân cho ông. Cô Quỳnh Yến có khuôn mặt trái xoan, nước da trắng mịn như cánh bông công chúa, dốc mình cân đối, tay chân xinh xắn. Đặc biệt nhất là cặp mắt của cô, lớn, hơi xết, sáng lóng lánh, mà ông bà mình gọi là mắt phụng. Sống mũi cô thiệt thanh tú, tạo nét hài hòa với cặp môi đầy đặn và rõ nét. Cặp sách với cô Quỳnh Yến chỉ có một tháng thôi. Thầy thuốc cảnh đâm ra say mê cô, mua cho cái nhà bánh ít ở gần đất Thánh Tây sắm bằng ghế mắc tiền và các món ngoạn hảo tốt lộng lạc cho cô ngoài ra ông còn sắm di kiến hực hở cho cô nào áo gấm áo nhung quần lụa nữ trang món nào cũng xuất sắc đã vậy cô còn có chiếc xe hơi mui trần để chiều chiều cô tự lái xe chạy dài dòng khắp thành phố tỉnh nhà cô giả bộ dạo mát nhưng mà cốt khoe khoang áo đẹp bóng lộn nữ trang lóng lánh thiệt tình cô quỳnh yến tự đắc cũng phải vì ngoài địa vị và tiền của ra, thầy thuốc cảnh lại còn cường tráng đẹp trai. Biết lái xe, nhảy đầm, chơi bóng bàn, quần vợt, đánh đờn, giỏi nịnh đầm. Đá vậy, ông còn biến cô thành mẫu người đàn bà thanh lịch, tạo cách ăn mặc trang điểm, tạo các món phong lưu của gái tân tiến, theo kịp trào lưu nếp sống vật chất hưởng thụ. Cô Quỳnh Yến sống thỏa thuê trong cuộc đời làm gái bao của thầy thuốc cảnh. Nhưng khi sanh đứa con gái đầu lòng, cô thất vọng vì nó đen điếu và giống tía nó quá chừng chừng. Trời sanh thầy thuốc cảnh cầm vuông, tráng vuông để thầy ra vẻ hùng tráng. Nhưng đàn bà con gái mà giống thầy thì chỉ có nước kịch cỡm thô tháp mà thôi. Cho nên cô Quỳnh Yến muốn tống đứa con tư sinh của cô đến chỗ nào xa cho khuất mắt. Cô diện hơn một ngàn một lý do để giao con cho chị vú. Thầy thuốc cảnh cũng chiều lòng cô. Ông chợt nhớ tới chị dâu của mình là bà Phán Minh. Có người em con nhà chú là cô Kim Lan đang quá bụa chồng, người có tư cách, rất mộ đạo. Tuy cô không có sữa, nhưng có thể nuôi con ông bằng sữa hộp. Cô Kim Lan rất nghèo, hiện sống nương tựa vợ chồng ông Phán Minh. Ngoài ra không còn một chỗ nào nương tựa khác. Lần đầu tiên, đến nhà anh chị của người yêu mình, cô Quỳnh Yến được họ tiếp rước niềm nở lắm. Bà Phán Minh vốn là kẻ phù thạnh Biết cô được thầy thuốc cảnh sủng ái Bà coi cô như thượng khách Bà gọi cô Kim Lan ra chào ông bà chủ tương lai Ông thầy thuốc cảnh nhận thấy cô này Tuy không đẹp kiều mỹ và tân thời Như cục cưng của ông Nhưng cô có sắc diện thùy mỹ đoan trang Cách ăn nói tuy khiêm tốn nhưng dạng dĩ Cách đi đứng phải là người có cốt cách thanh tao Riêng cô Quỳnh Yến lại cảm thấy ghét bỏ tức tối khi đối diện với người quả phụ này. Theo cô nghĩ, thì cô Kim Lan dù tạo vẻ hiền hậu ôn nhu, nhưng thiệt ra đây là một bàn tay sắt mang găng nhung, ẩn náo dưới vẻ trong sáng tươi cười kia, là một ý chí sắt đá, một sự rình rập cơ hội đúng lúc để ra tay hạ bệ đối phương bằng cú ngoạn mục hôm đó bà phán minh mời em chồng và cô quỳnh yến ở lại dùng cơm với gia đình bà bà khoe con em của tôi mà làm cái món mắm và rau là chú thím mê liền cái món này nó có đủ bộ giận lắm không có thiếu một thứ gì hồi chưa đi tay chú mê đủ thứ mắm không biết là từ khi quen mùi bơ sữa chú còn nhớ mấy cái món quốc túy quốc hồn của ông bà mình hay không nữa dạ ờ em thì lúc nào cũng vậy à mê mắm lắm nghe tới món mắm và rau là mắt cô quỳnh yến sáng háo hức lưỡi cô chưa chi đã muốn quá lỏng bởi đó cô sốt sắng nhận lời món mắm và rau không phải chỉ ngon ở nước kho ở chỗ có nhiều tôm thịt mà còn ở các món rau rau dọn cho bữa mắm hôm đó thiệt là ê hề nào giá sống rau thơm ngò hún lá quế ngò gai mà còn có lá hẹ nước mỏng, rau dừa, rau mát, rau đắng biển, rau má, đọt rau muống. Nước kho thiệt ngọt vì cô Kim Lan lựa loại mắm sặc ngon nổi tiếng ở giữa bà Tám Phuông ngoài cầu dài. Khi kho mắm cô dùng tôm thẻ, thịt ba rọi, cà tím, nấm rơm còn búp và một con cá lóc bự bằng cườm chân, có đèo hay thỏi trứng. Nồi mắm ở nhà này sang ơi là sang. Cô Quỳnh Yến sức xoa khen ngợi, còn thầy thuốc cảnh cứ chắc lưỡi hít hà luôn miệng. Bà Phán Minh cười quan hỉ. <laughs> Tuy nhiên vì tôi sợ chú thím không quen ăn cái thứ cá, không có giải, cho nên tôi biểu con em tôi dùng cá lóc để kho mắm. Thường á, thì nhà này kho mắm với cá bông lao hoặc là con lương nướng vàng kìa. Lại nữa, rổ rau vẫn còn thiếu rau mát, rau cần ta, đọt gừng non. <laughs> món ngon với lại mấy cái món rau như vậy kể là đủ lắm rồi. Cái món kho của chị á ấy ăn bữa mắm và rau ở đây nha Em nhớ đời luôn á Con em của tôi nó còn biết làm nhiều món mắm nữa Dân miệt dù mà Không có giỏi làm các món mắm sao được Trong bữa ăn Thầy Thuốc Cảnh và cô Quỳnh Yến Còn biết cô Kim Lan đậu bằng sơ học Hồi chưa có chồng Cô lại học thêm tiếng Tây Với các bà sơ trong nhà thờ ở Cái Nhung vốn là nơi sanh quán của cô Tuy nhiên Cô không vô đạo gia tô Vẫn giữ nề nếp một Phật tử thuần thành. Hôm đó cô Quỳnh Yến xin phép ra về trước vì cô có cái hẹn với bà Quyện Quế ở cái cung đến xem cặp bông tai cẩn hộp xoàn của bà. Khi cô vừa say lưng đi thì bà Phán Minh lại khoe với em chồng. Chàng ơi, con em của tôi tuy là giỏi bếp nút nhưng mà nó còn biết mần thơ nữa. Hãy gặp cái gì nó thích á, thì nó tức cảnh dịnh cái đó liền. Chẳng hạn như cái món mắm và rau này Mà nó cũng dùng làm đề tài cho thơ Mới là ngộ đó chứ Anh Phán của chú có nói là Con này nó làm thơ loại 8 câu 7 chữ Là cái lối thơ khó làm nhất à Ủa vậy đó hả Đâu xin cô cho tôi coi một bài thơ của cô đi Em chỉ giỏi dẻ học làm thơ với chúng bạn gái Tụi nó mê tài mẫn tiệp các nữ sĩ đất Nam Kỳ Như bà Xuân Nguyệt Ánh Bà Trần Kim Phụng Bà Trần Ngọc Lầu cho nên tụi nó sướng họa thi ca để tìm chút hứng thú trong chốn buồn the bếp nút vậy mà. Cô liền lấy bài thơ tự tháng, vừa sáng tác xong, đưa cho ông Lương Y tay học xem. Tuổi thân cỏ nội phận qua đồng, chậu đẹp bồn xinh đâu dám mong. Đã chẳng nắng soi, phô sắc thấm, lại không gió thổi gửi hương nồng. Dình lòng theo mảnh gương ngời rạng, giữ tiết noi dần nguyệt sáng trong. Son phấn thị thành đang mở hội, tuổi thân có nội, phận qua đồng. Hôm đó thầy thuốc cảnh khen ngợi tài mẫn tiệp của cô Kim Lan nồng nhiệt. Nhưng khi về nhà ôm ấp cô Quỳnh Yến, thì ông quên hết dư hưởng bài thơ và khuôn mặt dịu hiền của tác giả. Tuần lễ sau, cô Kim Lan trở thành chị vú khô của cô trưởng nữ của cô Quỳnh Yến tạm thời cô Kim Lan cùng đứa trẻ được ở chung dưới một mái nhà với người gái bao xinh đẹp kia. Cô nuôi nó bằng sữa hộp nhưng nhờ cô siêng năng rửa rái tắm táp cho nó nên nó không có mùi chua như những đứa trẻ được nuôi bằng sữa bò khác. Cô Quỳnh Yến thiệt sự tin cậy cô Kim Lan lắm. Nhưng cô cũng cần phải thị quay để cho cô Kim Lan luôn nhớ rằng dù gì thì mình vẫn là kẻ dưới tay của một kẻ thị thành có nhan sắc và có học thức như cô. Tôi mướn cô á, săn sóc con của tôi. Chẳng những tôi cần sự giỏi giắn của cô, mà còn ở sự tận tụy và tấm lòng trung thành của cô nữa. Cô đừng có phụ tấm lòng tin cậy của tôi. Tôi, tôi dễ, nhưng mà khó lắm. Kẻ ăn người ở ngoài nhà quan thầy thuốc khó lòng qua mặt tôi. Tôi là kẻ quen nếp sống tân tiến, cho nên muốn con tôi phải nuôi dưỡng theo điệu Tây Tà Văn Minh tức là phải hạp giấy sinh. Cô Kim Lan vẫn không đổi sắc mặt, tươi cười nói. Dạ thưa bà, xin bà để tôi săn sóc em bé một thời gian. Nếu mà tôi có thể không phụ lòng tin cậy của bà, thì bà để tôi săn sóc em bé cho tới ngày em khôn lớn. Cô Quỳnh Yến vẫn làm mặt lạnh để hù cô Kim Lan thêm một chập nữa. Sau đó, trước khi từ giả ra về, cô bồng đứa bé, ngấm nghía một hồi rồi than thở. Từ khi đẻ nó ra tôi cũng chưa làm khai sanh cho nó nữa. Tôi cũng chưa đặt tên nó, cứ kêu nó là con bé hai. Cái con này nó giống bọn Miên Lai, đen sao mà đen thủi đen thui, đen mốc cời quá chừng chừng. Hồi có thai nó tôi uống sữa dê, sữa bò, chứ có uống thuốc bắc hay là ăn chè mè đen, ăn gà ác tìm với sanh địa đâu. À <laughs> hay là tôi đặt cái Mai Liên cho nó. Mai Liên á, nếu nói lái lại là Miên Lai. Cô nghĩ sao hả cô Kim Lan? <laughs> à, tên Mai Liên nghe đẹp chứ bộ. Bông mai thanh cao chen với bông sen tôn quý thì còn gì sánh bằng. Tuy nhiên nếu mà nói lái lại thì nghe tức cười quá. Nhưng mà biết đâu nhờ cái tên có bề mặt thì đẹp, còn bề trái thì khôi hài đó. Mà ông bà khuất mại khuất mặt dữ dằn, không thèm lý tới nó để nó được chống lớn ăn chơi. Vậy là đứa nhỏ có cái tên Mai Liên phải lấy họ mẹ làm họ mình. Cô Quỳnh Yến đề nghị thầy Thuốc Cảnh nên mướn một căn nhà nhỏ ở gần đền Văn Thánh cho cô Kim Lan ở. Lại mướn thêm đứa con gái tuổi lối 13, tên Con Nhạn, để cho cô Kim Lan sai giặt. Ngôi nhà mái lá, dách bổ, kho, tọa lạc giữa miếng đất nhỏ, cỡ 8 công thôi. Nhưng phía trước sân có cây che phía sau có cây mít nghệ, cây nào cũng có tàn rộng và lá rậm nên đậm bóng mát vào những hôm nắng gắt. Hai năm sau, cô Quỳnh Yến sanh thêm một đứa con trai tên Phương. Không hiểu sao cô không cảm thấy thương yêu đứa con thứ hai này chút nào. Cô liền giao nó cho cô Kim Lan nuôi. Rồi năm kế cô lại đẻ thêm hai đứa con gái song sanh, một đứa tên Mai Huệ, một đứa tên Mai Trang. Mặt mũi của chúng khá sáng sủa, nhưng cô cũng không muốn dướng bận con cái để được hưởng thú vui vật chất nay tiệc tùng mai họp bạn để khoe duyên khoe sắc và phô trương quần áo nữ trang để cho cô kim lan khỏi cực nhiều cô quỳnh yến mướn thêm một bà quá chồng không con là bà năm tước đến giúp đỡ cô kim lan việc bếp nút và việc dọn dẹp nhà cửa nói nào ngay năm khi mười quạ cô cũng có đến thăm lũ con của mình cô mua cho con quà chơi và bánh trái ê hề nhưng cô chỉ nựng nỉu đứa con trai mà không hề có cử chỉ nào âu yếm với lũ con gái Đến thăm con, cô được ăn những món mắm ngon nhất nhối của cô Kim Lan như mắm lóc chưng, mắm cá trèn ăn với thịt phai, mắm sặc kho, mắm thái, khô cá mặn chưng. Tuy nhiên, cô vẫn quen kiếm chuyện chê bai của Kim Lan. Bác bẻ hết chuyện này tới chuyện nọ để giận mặt người mà cô liệt vào hạng kẻ ăn người ở của cô. Tuy tuổi nhỏ sởn sơ ăn mặc sạch sẽ, nhưng mà cô đừng có cho tuổi nói chơi với cái lũ trẻ trong xóm con của quan thầy thuốc đâu có thể trộn lẫn với con hạng quê mùa thô lỗ được áo đầm con mai liên tuy là mai khéo nhưng mà có cái màu tái nhách cô phải lựa hàng in bông mai cho nó chứ thằng phương thì hơi xanh mà lại hơi lóng khổng cô quên cho nó uống dầu găng cá thu rồi chứ gì mèn ơi trong sân nhà này không có một chậu kiển chậu bông nào cho nó vui mắt còn căn bếp tuy có sạch thiệt nhưng mà không có gọn có lần cô Quỳnh Yến đến chơi thình lình Mang theo con gà luộc Mà cô mua ở ngoài tiệm tạo đồng hính Cô Kim Lan mời cô ở lại dùng cơm trưa Mâm cơm hôm đó có canh cao kỹ nấu với thịt nạc Khi múc vào cái tiệm bằng sành Có thêm hai trứng gà sống Món thứ hai là món sườn xào mặn Có đệm thêm một chút gừng cho thơm Ngoài ra còn có thêm món khô cá mặn chân với thịt ba rọi bầm Đệm củ hành tím sắc nhuyễn, gần sắc chỉ, rắc tiêu và rải ớt sắc khoanh. Thịt gà được chặt từng miếng vuông để chấm dơi nước khô cá mặn chưng. Bằm cơm có vẻ tào, nhưng khác một điều là cô Kim Lan không có nấu cơm thố. Một loại cơm bằng gạo ba thắt, giúp sạch, được đựng trong những cái thố nhỏ và được hấp chín trong cái sửng tre. Một rổ rau gồm dưa leo, khế chuối chát sắc mỏng, rau dừa tươi non, rau má xanh ngăn ngắt, dùng để chấm với nước cá mặn chân, hay chấm vào chén mắm cá cơm giả tỏi ớt. Chàng ơi, lứa mắm cá cơm này do chính tay của Kim Lan làm ra. Cô lựa thứ cá cơm lớn gần bằng ngón tay út chứ không chơi. Cô ướp cách nào không biết mà thịt từng con đỏ hồng. Mắm cá cơm hơi khác hơn mắm nêm ở chỗ, mắm cá cơm ngon ở nước cốt, và ở con cá mắm như nhau. Trong khi đó, mắm nêm thì chỉ ngon ở phần nước cốt mà thôi, còn phần con cá mắm thì không quan trọng. Bầu không khí dưới mái nhà của cô Kim Lan sao mà hòa thuận thân ái. Bà Năm Tước được cô Kim Lan kính như mẹ, và cô coi con nhạn cũng như em của mình. Còn đối với lũ con của cô Quỳnh Yến, cô coi chúng như những đứa con do chính cô banh da xé thịt đẻ ra. Chúng kêu cô bằng vú, xưng con cũng như cô kêu chúng bằng con xưng vú trẻ con được mặc quần áo sạch sẽ tắm rửa chu đáo hãy gặp người lớn là khoanh tay chào hỏi trông thiệt là dễ thương cô quỳnh yến thấy hết chứ sao không nhưng tuy thấy là thấy vậy nhưng cô không cảm không rung động trước lũ con vì lòng cô dường như chai sượng không để cho tình mẫu tử mọc thành cây xanh tốt rườm rà từ khi hãy còn trứng nước cho tới năm tuổi mai liên chỉ được cha nó đến thăm có hai lần lần nào ông cũng đi cặp với cô Quỳnh Yến. Người mẹ vốn không tha thiết với con cái, thì người cha hồi hợt kia cũng không cảm thấy mình có chút gì ràng buộc đối với lũ con ngoại hôn của mình. Do đó mà chị em Mai Liên sống cuộc đời đơn giản và khiêm tốn, bên cạnh người vú hiền hậu dịu dàng, giỏi chuyện làm các món mắm, lại mát tay nuôi trẻ và biết gây tình yêu thương đùm bọc trong lòng chúng từ lúc chúng hãy còn thơ bé. Bà Phán Minh thường đến viếng thăm Cô em con nhà chú của mình Bà ghiền món mắm và rau Và các món mắm khác của cô Kim Lan Có khi đến chơi thình lình Bà gặp cô Kim Lan cùng bà năm tước đang dùng cơm Chỉ có món mắm ruốc hoa sả Và thịt ba chỉ là món chánh thôi Nhưng lại có thêm dĩa rau luộc Gồm có đọt lan, đọt mì và bông bí Cùng rổ rau sống tươi Sao mà tươi ngăn ngắt Tươi mỏng mỏng Gồm có dưa leo chuối và khế sắc mỏng giữa mớ rau húng ngò lá quế bà hỏi em thầy thuốc cảnh với lại cô huỳnh yến trả lương cho em có hậu hỷ hay không sao mà chị thấy cả nhà này khỉa mắm hoài vậy bộ họ muốn biến em thành kẻ ăn mắm bút dòi hoài hay sao cô kim lan cười thiệt tươi <cười> họ trả em mỗi tháng mười đồng cho bà năm với lại con nhạn mỗi người năm đồng Ngoài ra họ cho cả nhà 15 đồng tiền chợ. Mắm ruốc em kho đó thì có đủ bộ giận, đâu có phải là món tầm thường. Thiệt ra có khi hai tuần em mới làm món mắm một lần. Rủi thay những lần đó chị lại tới chơi. Chứ còn lũ trẻ thì em cho tụi nó ăn thịt kho, cá kho, canh rau. Mỗi khi cả nhà ăn mắm. Hôm đó bà Phán Minh được mời ăn cơm với mắm ruốc kho. Tuần sau, y theo lời mời của cô Kim Lan, bà cũng đến chơi. Để được ăn món mắm tôm chua Ăn với bún, rau sống và thịt phai Mẹ ơi Cô Kim Lan lựa những con tép bạc lớn cỡ Ngón tay trỏ để làm món mắm này Từng con mắm tôm đỏ ao ao Được trộn giữa mớ đu đủ bào thành sợi vàng tươi Trông ngon mắt quá chừng chừng Bún trắng nõn nà Rau sắc ghém xanh tươi Lẫn lộn trong mớ giá sống trong ngọc trắng ngà Trông mát cả mắt dĩa thịt vai sắc mỏng thiệt khéo, lớp mỡ cùng lớp nạc bằng nhau, ngó qua cũng cảm thấy ngon ơi là ngon và chưa chi mà họng bà trám đầy nước miếng. Trong bữa ăn, bà Phán Minh nhìn cô em con nhà chú của mình lom lom rồi nói giỡn. <laughs> em có vẻ xinh lệch mặn mòi à. Chắc là nhờ em thích ăn mắm cho nên mới được như vậy. Mắm mặn làm tâm tình em cũng mặn do đó mà nhăn sắc em nó mới mặn mòi theo. Em phải tái giá mới được. Cô Kim Lan buồn rầu. Tụi nhỏ đây đối với em tuy là tình con dịch mẹ gà, nhưng mà em bỏ tụi nó đi lấy chồng thì lòng em sao an. Giả lại một lần lấy chồng em đã tốn biết bao nước mắt, cho nên em tởn rồi chị ơi. Năm đó cô Kim Lan đã 25 tuổi, mình mấy cô chắc như cây chuối hột, da dẻ cô tuy không được trắng lắm nhưng hồng hào chói lọi tóc cô rậm và dài, dài gần chấm gót trông cô nồng mặn khỏe mạnh vững chãi nhìn em mà bà phán minh ai hoài xót xa không hiểu cô kim lan lỗi tướng số ở điểm nào mà gặp thằng chồng dâm dục độc ác nó hành hạ cô trong lúc ăn nằm đầy xác cô khi nó bước xuống giường bởi dâm dục nên nó hoa lao và chết sớm để lại cho cô kim lan một số nợ và cái chán ngán thú giao hợp cho nên dù trẻ đẹp mà cô không có ý nghĩ làm lại cuộc đời tuy nhiên không vì lẽ đó mà cô hận đời rồi sanh ra khó chịu bẳng gắt như đa số phụ nữ bất hạnh trong hôn nhân khác bà phán minh vốn coi thường cô quỳnh yến vì bà liệt cô ta vào hạng gái bao tuy ưa phụ thạnh nên bà giao du với cô ta nhưng riết rồi cái đổng đảnh khinh người của cô ta làm bà thêm ghét bà thường than thở với cô kim lan má của lũ trẻ này là cái thứ đàn bà xe su chỉ biết đua đòi với những thú vui hời hợt con đàn bà rỗng tết giống cái thùng thiết như vậy mà sao chú em chồng của chị vẫn mê say ả dài dài vậy ngồi nghe ả đía dốc khoe khoang mà chỉ phát nổi gió nếu mà không có nể nang chú ấy là chỉ co dò tống á ra khỏi nhà rồi. Em coi đó, á thường lân la tới nhà chị, chứ chị đương thèm đặt chân tới nhà á. Ai nói sao thì nói chứ chị thấy cái á đó nó có mỹ miều cái gì đâu. Mặt á đó thì mỏng như cái bánh bèo, dốc mình á thì phần mỡ bắt đầu lấn lướt phần nạc. Màu da của ả tuy có trắng thiệt nhưng mà trắng bủng trắng beo như da mấy con mẹ bị bệnh huyết trắng vậy ả à, chỉ được cái màu mè hồ mị thôi, điệu bộ thì ống ẹo, cách ăn nói thì ổn ẻn để mê hoặc quan thầy thuốc cảnh mà thôi. bỏ hết quần hàng áo lụa, bỏ hết nữ trang cùng son phấn, cùng điệu bộ của mấy cái con đào lẳng ra, thì ả à, chỉ như khúc mía, như là trái cam bị dắt hết nước cốt thôi. quý bao gì đó. Rồi một hôm, cô Quỳnh Yến lên Đà Lạt thăm bạn và ở chơi một tuần đó là cô muốn làm nũng làm eo thầy thuốc cảnh vì dạo sau này cô biết ông đang tò tí với năm diễm loan ở cầu lộ Thậm thụt lui tới với cô ngọc nga ở tân giai lẹo tẹo với trần nguyệt như ở cầu cái cá thiệt ra mấy cô này không thể so bì với cô quỳnh yến ở bóng sắt ở học lực cùng ở văn nói hấp dẫn phái mạnh song họ vẫn là người mới đối với một kẻ tham thanh chuộng lạ như thầy thuốc cảnh. vốn háo thắng, cô Trần Nguyệt Như tuyên bố với bạn bè. Thầy thuốc cảnh đã chán cái con mẹ Quỳnh Yến rồi. Thứ đàn bà mà chữa đẻ nhiều lần, làm sao mà giữ được dốc mình thanh tân chất nịch như vỏ dốc mình bọn con gái. Con mẹ chỉ hơn tao ở cặp đùi dài thôi. Tuy tao lùng hơn con mẹ, nhưng mà dốc dạc tao cân đối. Còn hai cô năm Diễm Loan và Ngọc Nga mà nhằm nhò gì đối với tao. Cả hai đâu có dám ra mặt kình chống với tao, để khỏi thân bại danh liệt. Cô Ngọc Nga ngáp dài, bảo người chị ruột của mình là cô Ngọc Nữ. Em hóng dè, mình cặp sách với kẻ đã có vợ cái con cột, mà lại có mèo cả đống nữa. Thiệt tình á, à, còn ăn ở với thầy thuốc cảnh được bữa nào em hay bữa nấy, không có dám hy vọng hảo quyền. Cô Năm Diễm Loan thì buồn rầu tâm sự cùng với bà chị dâu của cô là Thiếm Ba Khiết thầy thú cảnh cặp toàn gái tài sắc như cô Quỳnh Yến, như cô Trần Nguyệt Như. Còn cô Ngọc Nga há không phải là mỹ nhân hay sao? Thiệt tình, em biết phận em vốn chỉ có tấm nhan sắc khiêm tốn, cho nên em không có dám nhào vào dòng tranh chấp với họ. Rồi đó, cô Quỳnh Yến và cô Trần Nguyệt Như biến thành tình địch công khai, gây hấn nhau trước thập mục sở thị. Cả hai không về cô Kim Lan, đã hớp hồn thầy thuốc cảnh bằng một vũ khúc khác hơn và nguy hiểm hơn cái bóng sắt cái cách sống phong lưu và cách thiện nghệ trong việc gối chân đó là sự tế nhị tấm lòng thương yêu đối với lũ con rơi của ông đã sẵn có ở nơi cô kim lan đêm nọ vì quần thảo tơi bời với cô trần nguyệt như mà thầy thuốc cảnh héo xào mệt mỏi sáng hôm sau ăn điểm tâm xong ông đến giếng nhà ông bà Phán Minh. Sau tuần trà nước và dài ba câu chuyện mưa nắng phất vơ, bà Phán Minh rủ. Tôi muốn rủ chú đi thăm lũ con của chú. Hèn lâu rồi chú chẳng biết tụi nó đau mạnh như thế nào, sống chết ra sao. Thầy thuốc cảnh đó mặc gì sượng sùng, ông chống chế. Ờ thì công chuyện ở phòng mạch, công chuyện ở nhà làm em túi bụi bùng bùng đây. Cho nên là à, em hơi thiếu sót bổn phận với lũ trẻ, thì hôm nay nè em có cái hẹn ăn cơm khách ở nhà ông bà Phủ Châu đó. Ờ à, thôi, vậy mốt đây, sẵn xe hơi nhà. Để em chở chị tới thăm các cháu của chị. Tụi nhỏ nó đều xinh tốt, dễ thương. Trai thì đẹp theo trai, mà gái thì đẹp theo gái. Trai như kim đồng, gái như ngọc nữ. Tụi nó đều được ăn mặc sạch sẽ, thơm tho. Hãy chú thấy tụi nó là chú muốn hung tụi nó liền hả? Hôm sau trước khi đến nhà kim lan bà phán minh nhờ thầy thuốc cảnh chở bà đi qua chợ bà mua cho lũ trẻ bánh bò bánh da lợn và cho cô kim lan hai cân thịt bắp đùi hôm đó gần tới rằm trung thu thầy thuốc cảnh mua lồng đèn cho bốn đứa trẻ hai phong bánh trung thu hai chục xoài cát và hai trái bưởi hương. có hơn hai năm thầy thuốc cảnh không đến thăm các con của mình chu choa ơi con Mai Liên giờ đây đã lên 5 tuổi Nó giống ông như khuôn đúc Nhưng nó không xấu Bởi vì kèm cái cầm vuông và cái miệng hơi rộng Cặp môi nó hơi dày hơn cặp môi ông Nên trong gợi cảm thập bội Đã vậy ông trời lì xì cho nó hai lúc đồng tiền Nên nó có nụ cười duyên dáng lắm Thằng Phương trong khôi ngô dễ mến Chắc chắn mai sau nó sẽ đẹp trai hơn ông Còn hai đứa bé gái song xanh là Mai Trang và Mai Huệ Thì trắng như bông bưởi trông đẹp như hai cô ngọc nữ tí hon. Gặp con mà ông hổ thẹn trăm bề, cảm thấy mình có lỗi với con. Con Mai Liên và thằng Phương ngó ông bằng cặp mắt e dè sợ sệt. Chúng nó cứ đeo cứng cô Kim Lan, chỉ sợ ông bắt chúng đi. Hôm đó bà Phán Minh và thầy thuốc cảnh ở lại dùng bữa trưa với cô Kim Lan. Cô sai con nhạn đến lò bún mua ba cân bún và hai cân giá sống. Rồi ra giặt đất trồng rau của cô hái dưa leo rau thơm, cải thơm cay, đọt chiếc. Trước đó hai hôm, y theo lời bà Phán Minh hứa đến chơi hôm nay, nên cô mở hũ mắm sống, chọn bốn con mắm lóc, xé tơi lấy thịt bỏ xương trộn tỏi ớt đường. Từ sáng sớm, cô cũng chuẩn bị sẵn hũ mắm tôm trà mà cô đã làm đúng kiểu theo mắm tôm trà ở Gò Công nên ngon tuyệt vời. Cô gia giảm đường, giấm, vào mắm tôm trà cho vừa khẩu vị thực khách. Món bún được độn rau sắc ghém và được sắp tôm thẻ luộc xẻ đôi cùng thịt vai lên mặt tô và sau đó được rưới mắm tôm trà điểm thêm dưa chua và ớt sắc khoanh. Sau đó, nếu chán mắm tôm trà thì thực khách có thể tha vào đó bằng mắm lóc xé tơi có trộn đường, dắt chanh và điểm ớt thầy thuốc cảnh chưa bao giờ ăn một bữa bún mắm nào ngon như bữa bún mắm ở nhà cô kim lan điều mà ông cảm động nhất là cái tình âu yếm thương yêu của lũ con ông đối với cô hai con mai huệ và mai trang thì chưa biết nói còn con mai liên và thằng phương thì ôi thôi cứ thỏ thẻ nói những câu ngây thơ luôn miệng sao mà dễ thương quá chừng chừng lúc đầu chúng tỏ vẻ e dè đối với ông nhưng ông dùng lời lẽ mềm mỏng, thân ái chinh phục chúng không mấy khó khăn. Do đó mà ba cha con quấn quýt nhau. Rồi từ hai đứa con, ông thầm lén quan sát cô Kim Lan. Cô đẹp một cách lành mạnh và mộc mạc, ở chúng quê mùa mà lại không quê mùa. Cô ăn nói ráo rẽ, giọng chắc nịch và thanh tao như chuông ngân. Lối phát âm tuy hơi trao chuốt mà không điệu đà. Cô đi đứng thông dong cử chỉ nhẹ nhàng, sắc diện đoan trang chính ở cái vẻ tận tụy và yêu thương lũ trẻ mà cô biến thành một mẫu người cao quý vượt hẳn những người đàn bà mà ông đã tàn tiệu lôi xế xế bà phán minh đòi về cô kim lan sắp vào chiếc giỏ tre của bà hai con mắm lóc được gói trong lớp lá môn một mớ dương ngó sen được gói trong lớp lá sen ngoài ra cô còn tặng một mớ đậu bắp và một mớ đậu rồng còn tươi ngăn ngắt cô bảo chị mình đây là cây nhà lá vườn của em đó. Bà Phán Minh hối thầy thuốc cảnh chuẩn bị ra về. Ông đành chở chị dâu về thiền đức. Bà Phán Minh cầm người em chồng của mình ở lại dùng cơm chiều. Ông sốt sắng nhận lời cốt để được dịp cùng chị dâu chuyện trò không ngớt về cô Kim Lan và lũ trẻ. Ông Phán Minh trách em. Chú tệ lắm nghe. Từ nhà chú tới đền văn thánh chưa có tới bốn cây số nữa. Chú lại có xe hơi mà không chịu đi thăm sắp nhỏ gì hết trơn. Thì ra, bởi cô Quỳnh Yến kia không có lý tới con, nên chú cũng không tha thiết gì tới tuổi nó. Tôi chưa thấy trong dòng bà con thân tộc mình, có đứa trẻ nào lễ phép ngoan ngoãn như con Mai Liên với thằng Phương à. Mẹ ơi, cái con Mai Liên nó xấu ẩn khi nó còn là đứa hại nhi. Vậy mà giờ đây da nó mỡn, mặt nó có duyên mặn mòi hả? Con này nó giống cha, gái giống cha giàu sang ba họ đó đã chú. Thầy thuốc cảnh lặng im, mặt mày bí xị ra tuồng hối hận lắm, cho nên ông phán minh chỉ chiết Chú à nha, chú à lơ là với các cháu thì tội nghiệp cho tụi nó lắm đó. Tụi nó có mẹ lạnh nhạt tình mẫu tử, thì chú cũng nên nghĩ tới việc bù sớt tình thương cho tụi nó được chút nào chăng chứ. Cần nhất đó là chú phải khuyên răng cô Quỳnh Yến nên bớt cái thói ăn chơi mà đói hoài tới những nấm ruột của cổ. Vậy mới là phải đạo đó chú à. Mâm cơm chiều dọn lên với các món thông thường như món canh măng hầm với giò heo, món cá lóc và thịt kho chung với nước dừa xiêm tươi, món đậu đũa sau lòng gà. Có đặc biệt chăng là món mắm lóc chưng với thịt ba rọi bầm nhuyễn, có thêm gừng sắc chỉ và rải tiêu rắc ớt sắc khoanh. Món này ăn cặp với đậu rồng tươi mồng sắc khúc cùng ăn cặp với đậu bếp hấp chín mềm. Trong bữa ăn, thầy thuốc cảnh bảo anh chị của mình. Cô Kim Lan á, tuy là mê ăn mắm mà sao hơi thở của cổ thơm tho tinh khiết. Lạ thiệt đó chứ. Hả? Bộ chú tưởng con em của tôi ngày nào cũng khỉa hết mắm này qua mắm nọ hay sao? Ăn mắm hoài thì uống mỗi ngày cầu cá một khạp một án nước cũng chưa chắc đã khác. Thiệt ra nó thường ăn chay mỗi tháng 15 ngày. Những ngày ngã mặn nó cũng ăn uống thanh đạm, toàn là tép mũi tép mồng, với lại mấy cái thứ cá lụng dụng. Nó ít khi bỏ tiền ra mua mấy thứ mắm ngon ở giữa bà Tám phun ở ngoài cầu dài, mà thường ăn các thứ mắm do chính tài nó làm lấy. Thì từ hôm mà em gặp cổ lần đầu tiên cho tới nay, chẳng hay cổ còn làm thơ nữa không? Nó vẫn làm thơ lai rai mỗi khi nó rảnh ràng chút đỉnh. Nữ sĩ mà... Trong trào ngoài quận tôi chưa thấy ai có tâm hồn thơ mộng như con đó. Nghe nói nó còn viết nhật ký gì nữa đó. Thôi để hôm nào tôi đốc suối nó đem thơ đăng báo cho thiên hạ đất giảng này lé con mắt chơi. Tía nó hồi xưa cũng là tay sướng quạ với lại ông cai tổng chiểu bên Cần Thơ với lại bà Trần Ngọc Lầu ở tỉnh mình đó chớ Cơm nước xong, thầy thuốc cảnh rủ anh mình đi một vòng bằng xe của mình để hứng mát. Sau đó hai anh em chọn một quán nước ở gần dàm sông Long Hồ và Cổ Chiên để uống la dè, ngắm cảnh chiều về trên sông. Nhưng mà hình ảnh lũ con và cô Kim Lan cứ lẫn giỡn trong đầu óc ông không ngớt. Ông cảm thấy trong niềm hối hận đối với lũ con rơi của mình, một niềm thương mến thiết tha tràn ngập tâm hồn ông. Từ lũ con, ông cảm thấy niềm ô yếm kỳ diệu của mình ôm ấp vào hình ảnh cô Kim Lan trong giây phút này ông tưởng chừng cô không còn là người vú nuôi của lũ con ông mà là mẹ của chúng từ hình ảnh người mẹ hiền của lũ trẻ thể hiện ở cô kim lan ông có cảm tưởng nếu cô là vợ của ông ông sẽ sống hạnh phúc ở một cuộc đời mới trong sạch hơn và ý nghĩa hơn nhiều hiện nay thầy thuốc cảnh đang độ say mê cô trần nguyệt như Cô ta hơi nhỏ người nhưng thiệt cân đối. Cô ta lại đẹp mặn mòi. Tuy không phải là loại nữ thần nhục thể, tuy không thạo các ngón phong lưu tao nhã như cô Quỳnh Yến, nhưng cô ta cũng sành sỏi chuyện gối chăn, lại còn rành rẽ về thuật nịch ái đàn ông không kém cạnh cô Quỳnh Yến một ly nào. Cái mà cô ta lớn lướt cô Quỳnh Yến, ở chỗ cô trẻ hơn tình địch của mình, lại không từng chữa đẻ, nên bụng và nay cô ta không xô lệch. Trong khi đó cô Quỳnh Yến dù có bóng bẫy trong lớp y phục hào nhoáng Nhưng trong chiếc giường ân ái với thầy thuốc cảnh Cô làm sao che nổi những vết nhăn nhỏ ở bụng Những dịch rễ tre ở háng và ở mông Ý là mỗi khi đẻ xong Cô Quỳnh Yến mướn mấy mũi sẫm già thạo nghề đắm bóp Dùng những thủ thuật của Tàu Để xoa nắng những bắp thịt bụng và những bắp thịt ở hạ bộ của cô cho nên cô khỏi có một thân thể biến dạng và lệch lạc. Giờ đây, cô kim lan xuất hiện dưới mắt ông bằng một nhân dáng khác hẳn những phụ nữ thị thành kia cô đơn giản mộc mạc như hoa mận qua ổi vững chải và sung mãn như bụi lúa bụi xả, được bón phân tốt và trong trắng như bông sen bông súng trong ao bào và chu choa ơi chính tấm lòng cao đẹp chính sự hướng thiện từ trong nội giới cô chói ra làm sắc đẹp của nơi cô cũng như nước được lóng phèn thêm trong vắt và cũng như tấm kiến được lau sạch bụi nên sáng lầu lầu. Sau khi ông đưa phán minh về thiền đức, thầy thuốc cảnh cho xe chạy về đền văn thánh. Ông đậu xe bên lề đường cách cổng nhà cô Kim Lan hơi xa. Ông rón rén bước vào sân. Vào giờ, giờ này nhà cô đã đóng cửa, phòng khách được thắp đèn búp măng sáng trắng. Cô Kim Lan ngồi bên hai chiếc nôi của cặp gái song xanh, vừa đang áo len, vừa kể chuyện thần tiên cho con Mai Liên và thằng Phương nghe. Cô đã tắm rửa, chải gỡ tóc tai và mặc bộ đồ lục soạn trắng nên trông thiệt tươi tắn và sáng mát như một bông huệ. Bên kia bộ ngựa bằng dáng gõ, bà Năm Tước đang ngồi ăn trầu. Bà mặc áo túi bằng xuyến trắng, quần lãnh trơn. Còn con nhạn mặc áo bà ba bằng dải ba tích trắng, quần cẩm nhung đen đang chăm chú theo thùa. Cô Kim Lan kể chuyện đều đều, con mai liên ngước cặp mắt ngây thơ theo dõi diễn biến câu chuyện kể có vẻ say mê lắm trong lúc đó thằng phương đã ngủ dùi, đầu kê lên đùi của cô kim lan câu chuyện kể dứt cô kim lan ôm thằng phương hôn lên cặp má tươi nõn của nó rồi cười, <cười> cưng của vú chưa bao giờ nghe nguyên một câu chuyện kể chỉ tới một phần ba là cưng đã ngủ khì rồi à mai liên con đi đái đi rồi vào giường ngủ cô bồng thằng phương vào buồng một lát trở ra con Mai Liên bước qua bộ dáng gõ, kê đầu lên đùi cô năm tước nằm chơi. Cô Kim Lan bảo con nhạn, "Tối trường tới em dẫn con Mai Liên đến ghi tên học lớp đồng ấu trường Long Hồ, năm tới nó đã 6 tuổi rồi." Cô soạn đồ mai, rồi mở mái ra may rộn rột. Rồ. Mai Liên yêu cầu cô kể thêm một chuyện cổ tích nữa. Cô liền kể chuyện nàng Út trồng dưa. Bà năm tước cũng nghe hùng nên thỉnh thoảng bà chim vào hỏi một vài chi tiết mà bà cho là khó hiểu qua khe hở chứng kiến trước cảnh hòa thuận êm ấm đó thầy thuốc cảnh nghe lòng đau nao cảm động từ khi cô vợ đầm của ông về pháp ông chưa từng được hưởng khung cảnh gia đình thật sự hôm đó ông xin được ngồi chơi với cô kim lan bà năm tước nấu nước châm trà còn con nhạn thì toan đưa mai liên vào buồng thầy thuốc cảnh cản Nhạn đưa em cho qua Rồi cứ ngồi đây chơi tự nhiên đi Ông bồng Mai Liên đặt lên đùi mình Hung lên trán nó Rồi buồn rầu bảo cô Kim Lan Nãy nhìn qua khe cửa Tôi có cảm tưởng Cả nhà này tạo thành một bức tranh Diễn tả cảnh gia đình hạnh phúc đó Nếu nói đó là cảnh gia đình Thì phải có người đàn ông Làm gia chủ chứ quan thầy không để ý đến điều đó sao Thì ra theo cô đó chưa phải là một bức tranh hạnh phúc nguyên vẹn phải không? Vậy thì giờ đây, sự hiện diện của tôi có thể tạo ra một bức tranh hạnh phúc nguyên vẹn và đầy đủ ý nghĩa hay không? Bức tranh thì trước sau vẫn chỉ là bức tranh. Chỉ có cái cảnh sum hiệp gia đình thật sự mới là đáng quý. Tối hôm đó, mãi tới gần nửa khuya, thầy thuốc cảnh mới từ giả ra về. Cô Kim Lan đưa ông ra tới chỗ đầu xe. Ông than thở. Trời ơi, bảy năm qua tôi chưa hề biết không khí gia đình. Được chuyện trò với cô, tôi mới có dịp nhìn lại hoàn cảnh của mình. Cảm thấy mình chinh trông, mất điểm tựa quá. Ông còn trẻ, muốn tu bỉ lại cũng còn kịp mà. Ừ, tôi đã 34 tuổi rồi. Ông tin em đi, khoảng từ 30 cho đến 40 tuổi là khoảng đẹp nhất đối với đàn ông. Bỗng ông bàng hoàng, từ người cô Kim Lan một mùi thơm da thịt tiết ra. Một mùi thiệt lạ lẫm nhưng làm cho ông yêu mến ngay. Ông thường nghe các bậc bô lão sành đời thường nói rằng những người đàn bà có mùi thơm da thịt tự nhiên thuộc hạng có quế tướng. Nếu không được địa vị dễ dàng trong xã hội thì cũng sẽ lấy chồng sang. Đó là loại người có bầu tâm cảnh sáng lạng như bình pha lê đựng trăng báo một tấm lòng từ bi đương sự chỉ biết nhìn đời qua khía cạnh tốt đẹp và tích cực ôi người đàn bà này quen ăn uống đạm bạc qua những món mắm quen cuộc đời khuất lánh ở chốn nửa chợ nửa quê chỉ thích quanh quẩn dưới mái nhà nhưng cô ta có một bản sắc riêng một hấp lực riêng trước khi bước lên xe thầy thuốc cảnh ngập ngừng bảo ờ à, nếu cô không ngại Xin cho phép tôi đến đây thăm lũ con tôi và được ăn các thứ mắm của cô nha. Ăn mắm thấm về lâu, ông bà mình thường nói vậy đó. Càng có dịp chuyện giảng với Kim Lan, thầy thuốc cảnh càng khám phá ở cô một tâm hồn phong phú tình ý cao thượng, niềm sùng đạo sâu sắc và ý hướng phóng khoáng về tình người. Cô sống giản dị chứ đâu phải là kẻ quê mùa. Cô vẫn thích đọc sách, Dũng liếng pháp văn của cô cũng khá nên cô vẫn mua loại sách hồng của bà Comtesse de Segur để đọc lai rai. Nhà cô có một tủ sách nhỏ, phần nửa là kinh kệ, còn phần nửa là sách văn chương. Và thú vị quá, cô Kim Lan có tập nhật ký để cô viết về sinh hoạt hàng ngày của những đứa con của ông. Có một tập hồi ký để cô viết những chuyện lạ ở các vùng quê thơ mộng, chẳng hạn như nơi sanh quán của cô và như làng Long Hồ này mà cô đã định cư từ 5 năm qua. Đọc hai quyển đó, ông mới nhận thấy cái thiên chức làm mẹ lúc nào cũng tươi thắm và sáng lạn trong trái tim và tâm hồn cô. Ông mới thấy tâm tình gắn bó của cô đối với miền quê sâu sắc và thấm đượm là giường nào. Đây là con chim lạ, nhan sắc tiền của học lực chẳng có là bao, nhưng chắc chắn là đương sự có cuộc sống đẹp. Trong khi đó, cô Quỳnh Yến, cô Ngọc Nga, cô Trần Nguyệt Như, tuy đã học một phần ba chương trình trung học, nhưng họ vẫn không ưa đọc sách chỉ thích giải trí qua các cuốn phim tình cảm, ước ác và rỗng tuếch. Trong thời gian cô Quỳnh Yến vắng nhà, ngày nào thầy thuốc cảnh cũng tới thăm lũ con tư sinh của mình. Ông thường được ăn những bữa cơm khá tương tất với các món mắm do cô Kim Lan thích đãi. Ngoài những món mắm kể trên, ông còn được ăn mắm cá trê, mắm cá trèn, mắm cá linh. Đó là những món mắm cần phải ăn với bún, thịt phai cùng rau sống. Có lần ông được một người bạn ở Phan Thiết vào chơi, tặng ông một keo mắm cá thu và hai cân mắm mòi. Mắm cá thu màu xám bạc và sền sệt như chè khoai cao. Ông liền biếu lại hết cho cô Kim Lan để cùng ăn với cả nhà cô món bún, đệm rau sắc ghém, thịt phai và chan mắm cá thu giả tỏi ớt và có thêm giấm đường. Hôm sau, ông được ăn mắm mòi với cơm nguội món này cần có nhiều rau sống như đọt chiếc đọt điều đọt lụa tía tô kinh giới đọt rau muống rau cần ngoài ra món dưa mắm hay món ba khía do cô kim lan trộn cũng ngon ơi là ngon dưa mắm do cô lựa chọn sao mà giòn tanh tách trộn với tỏi ớt giấm đường suông trơn thôi để ăn với cháo trắng cũng đã ngon rồi huống hồ trộn thêm với thịt ba rọi luộc để ăn với cơm còn món ba khía cô không trộn với giấm để làm dịu chất mặn của nó đâu cô dùng nước cốt trái tắc mà người bắc gọi là trái kim quốc hay nước cốt trái quýt đường để trộn cho nên món ba khía của cô dịu ngọt ác ôm ăn một miếng sướng rên cả miệng ôi ăn mắm thấm về lâu tâm hồn của người đãi các món mắm sao mà thấm thía sao mà cận nhân tình sao mà mặn tình thổ ngơi càng ngày làm ông có nhiều cảm mến thiết tha Ông không về cô Kim Lan đi vào tâm hồn ông bằng những bước nhẹ nhàng nhưng thiệt vững chãi. Tuy nhiên, thầy thuốc cảnh vẫn không sao thoát khỏi sự nịch ái cô Trần Nguyệt Như. Bởi cô ta trẻ đẹp nõn nà, trong khi đó, ông cảm thấy mình đã đánh mất tuổi thanh xuân hơi xa. Cho nên cô Quỳnh Yến ghen lòng lộn, gây sự với ông liên miên. Thiệt tình cô Quỳnh Yến chỉ thấy một tình địch ở ngoài ánh sáng là cô Trần Nguyệt Như và sau đó là cô năm diễm loan và cô ngọc nga nhưng cô hỏng dè mình có một tình địch trong bóng tối nguy hiểm hơn đó là cô kim lan nhưng thiệt ra cô kim lan không hề có ý định quyến rũ chài bẫy thầy thuốc cảnh nhưng những khi mệt mỏi với mấy mụ tình nhân nổi danh tài sắc ông thích tìm sự yên tĩnh bên cạnh một cô nàng kim lan thanh cao để cho bợn phiền trong tâm hồn mình lắng xuống để cho ông cảm thấy những tháng ngày trụy lạc của mình được rọi một chút ánh sáng lương tri. Và mỗi bữa cơm với cô Kim Lan thích đãi có một món mắm nào đó dù đơn giản nhưng ngon lành biết bao. Dược trên những điều đó, không khí dưới mái nhà của người quả phụ hiền diệu, ấm áp và ngập tràn thương mến là dường nào? Vì nó có tiếng cười giỡn của lũ con ông, bởi sự tận tụy của bà Năm Tước và của con nhạn và tuyệt vời làm sao ông thường được ngồi bên cô kim lan để đọc tập nhật ký và quyển hồi ký của cô để được đi sâu vào tâm hồn đẹp đẽ của cô hơn và được chia sẻ những kỷ niệm vui buồn cùng cô những giây phút mà ông được gần gũi cô là những giây phút diễm ảo làm cho lòng ông chứa chan tình ý tuyệt vời cô quỳnh yến do tự ái và kiêu căng nên hơi khó chịu khi biết thầy thuốc cảnh thường lui tới thăm nom lũ con mình và tỏ ra thân mật với cô Kim Lan. Song cô chỉ nghĩ tới việc kình chống với cô Trần Nguyệt Như nên cô vẫn coi thường cô Kim Lan. Sở dĩ cô xéo sát với cô Kim Lan là tay cô không thể đánh bại cô Trần Nguyệt Như nên cô dồn hết bao nhiêu tức tối để chỉ mũi dùa vào cô Kim Lan. Cô bắt chặt bắt lỏng cô Kim Lan đủ điều để rồi gây sự với cô Kim Lan sai khiến cô ta như đối với con đòi hạ tiện tôi coi bộ cô hơi đổi khác từ khi quan thầy thuốc của tôi lui tới thăm lũ con tôi song tôi nói cho cô biết quan thầy của tôi tuy là kẻ tân học nhưng mà ổng là kẻ tôn trọng nề nếp nhà đối với ổng thê bất như thứ thứ bất như thiếp thiếp bất như tỳ dưới cặp mắt của ổng cô chỉ là kẻ ăn người ở của ổng mà thôi cô mà ngóng cổ lên đợi ổng ban ơn đặc biệt cho cô thì cô chỉ mỏi cổ cô quỳnh yến còn nói với cô kim lan nhiều câu tổn thương hơn nữa do đó có lần cô kim lan quẩn trí hỏi gặng bà chủ trong bốn hạng thê thứ thiếp và tỳ nhất định bà không phải ở hạng đầu vì bà đầm Rơ mới là vợ của ổng vậy từ hạng thứ trở xuống bà chiếm ở hạng nào theo tôi biết quan thầy thuốc có tấn phong ai là thứ ai là thiếp và có coi ai là tỳ đâu muốn kết nạp ai đó làm thứ và làm thiếp thì ông phải tổ chức nghi lễ để trình diện với mọi người trong gia tộc thân quyến chứ. Do đó, cô Kim Lan phải cuốn gói về nhà ông bà Phán Minh. Thế là lũ trẻ khóc lóc, ngã bệnh. Cảnh nhà ở gần đền văn thánh trở nên lượm thượng bừa bãi. Rốt cuộc rồi, cô Quỳnh Yến phải kỳ kèo thầy thuốc cảnh cùng cô tìm đến cô Kim Lan, năn nỉ cô này trở về nuôi dạy lũ con của mình. Tai ác thay, cô Quỳnh Yến chỉ thỏa hiệp với cô Kim Lan trong một thời gian ngắn, để rồi dở thói xéo sắc như cũ. Song song đó, cô tìm cách trù ếm cô Trần Nguyệt Như. Cô đi đi về về dùng tịnh Biên nằm trong giải thất sơn, nơi ấy có nhiều tai phù thủy người miên, những thầy ngải thầy bùa từ bên xiêm qua. Ít lâu cô Trần Nguyệt Như ngã bệnh giang giọt và gầy mòn. Dù gì thì dù, thầy thuốc cảnh đã bắt đầu nghiêng hẳn về cô Kim Lan nên thường đến thăm cô, giữ phần vào sự sinh hoạt dưới mái nhà cô. Riêng cô Trần Nguyệt Như, khi đến một chứng bệnh kỳ quái mà thầy thuốc Tây lẫn thầy thuốc Bắc và thầy thuốc Nam không tìm ra căn nguyên, nên cô sợ không sớm thời muộn, cô khó thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Cho nên cô thầm gian giái Đức Quang Thế Âm Bồ Tát. Nếu cô qua khỏi căn bệnh ngặt nghèo này, thì cô sẽ cắt tóc đi tu và kể từ đây Cô nguyện chấm dứt ngay cuộc sống giật vạt Cho nên cô đoạn tình với thầy thuốc cảnh Vì cô nhận thấy cuộc gian díu giữa ông và cô Không đi đến đâu Mà tiếng thị phi cứ tới tấp chôn dùi phẩm giá của gia đình cô Tuy nhiên Thầy thuốc cảnh vẫn cấp dưỡng cho cô Thường lui tới thăm cô Săn sóc bệnh cô Và ông xoay qua kháng khích Với cô Năm Diễm Loan Và cô Ngọc Nga vì dẫu sao hai cô này vẫn trẻ đẹp phây phây và cũng tỏ ra sành điệu về thuốc gối chăn lắm. Cô Năm Diễm Loan thở dài. Lấy chồng bữa chồng ngày chung với những người đàn bà khác. Thiệt tình tôi cũng không ham à. Ngặt một cái là tôi lặm thầy thuốc cảnh rồi. Từ khi xa vào cái nghề làm gái bao, tôi chưa thấy ai ân ái lão luyện hơn ổng. Do đó tôi ở vào hoàn cảnh khạc không ra mà nuốt chẳng vào. Cô Ngọc Nga rên rỉ Bởi cô Trần Nguyệt Như bỏ cuộc Cho nên tôi mới nhờ ơn mưa móc của thầy thuốc cảnh Mai kia mốt nọ Gặp được một giai nhân tuyệt sắc khác Ông cũng bỏ lăn bỏ lốc tôi như chầu xưa Rồi một hôm Thầy thuốc cảnh đến thăm cô Quỳnh Yến Thì cô ta đi vắng Như thường lệ Ông vào buồn cô Cởi giày nằm trong giường chờ cô về Nhưng cô vẫn đi đâu biền biệt Buồn tình Ông trỗi dậy đi thăm thú đó đây để giải muộn. Khi tới phòng khách, ông chợt thấy bên cạnh bàn thờ thần tài có một cái hộp vuông bằng gỗ trầm hương có phủ tấm giải hồng điều. Mở hộp ra, ông thấy một hình nhân quấn bằng giải trắng trên sống lưng có viết ba chữ nho bằng mực đen. Khắp mình hình nhân có cắm tua tủa những chiếc ghim nhọn bằng thép. Tuy ông không biết chữ nho nhiều, nhưng từ chữ Nguyệt ở chính giữa hai chữ kia, ông cũng đoán ba chữ nho kia là Trần Nguyệt Như. Khi cô Quỳnh Yến về tới nhà, ông liền hình nhân trước mặt cô và không nói không rằng bỏ đi một nước. Từ đó ông không tới nhà cô Quỳnh Yến nữa. Mỗi khi cô đến kiếm ông thì tên tớ trai không cho cô bước vào khỏi cổng và hắn bảo cô rằng ông vắng nhà. Tức giận cành hông, cô đến phòng mạch của ông để làm giữ. Ông sai hai người giúp việc lôi sển cô ra ngoài và hâm nếu cô làm tới nữa thì ông sẽ kêu lính mã tà đến phân xử. Dù vậy, mỗi tháng ông vẫn gửi tiền cấp dưỡng cô như trước, không để cô thiếu thốn một thứ gì. Cô Trần Nguyệt Như khỏi bệnh. Cô tìm đến người yêu để từ giả, rồi ra chùa từ đàm ở ngoài Quế, xin ở lại tu hành. Cô bẹo bạo. Cổ nhân thường nói, <laughs> tu là cõi phúc, tình là dây quan Câu này có trúng với hoàn cảnh của ai Thì em không biết cho nó trúng phúc vào hoàn cảnh của em <laughs> Một lần thoát chết Cũng đủ làm cho em giác ngộ lẽ vô thường rồi <laughs> Thầy thuốc cảnh buồn lắm Suốt cả tuần đóng cửa nằm nhà Sau cùng Ông chỉ biết tìm đến cô Kim Lan Để tỏ bài tâm sự Thế là cô Quỳnh Yến nổi tam bành Cứ tìm cách đón đường ông Để chửi bới rùm beng luôn do đó mà cô càng ngày càng bị ông chán ngán và ông lại tỏ ra tâm đầu ý hiệp với cô kim lan hơn từ đó cô quỳnh yến thâm thù cố oán với người tình tệ bạc của mình và cô nghĩ đến việc trả đũa cô cập sách với ông biện lý người pháp ở gần nhà diệt làng long châu cô đi ngang về tắt với ông chánh tham biển tây nên thường vô ra dinh của ông quan đầu tỉnh kia luôn nhưng cô không thể đuổi cô kim lan đi vì cô chỉ sợ nếu mình đứng ra nuôi lũ con của cô thì thầy thuốc cảnh sẽ cướp hết tiền cấp dưỡng. Giá lại cô không hề thương yêu lũ con, cô không muốn gì cơn giận nhất thời mà cô phải nai lưng ra săn sóc dạy dỗ chúng. cô Quỳnh yến nhân dịp đi tắm biển ở ô cấp gặp một thương gia pháp kiều nên bám riết hắn ta. khi hắn bằng lòng cưới cô thì cô thu xếp hành trang để về cái tỉnh hoa lệ miền duyên hải kia dĩ nhiên cô làm sao đem theo lũ con của mình vì chúng vốn là thứ hành lý công kềnh trong cuộc xuất giá du quy của cô cho nên trước sau lũ trẻ vẫn được cha cấp dưỡng vẫn được cô kim lan nuôi nấng dạy dỗ tuy nhiên cô quỳnh yến vẫn viết thơ và gửi quà cho lũ trẻ đều đều lâu lâu cô tự ô cấp lái xe về vĩnh long thăm con thời gian làm cho mối hận của cô đối với người tình cũ phai lật dần dần nên cô chịu giao hảo với cô kim lan lại nữa, cuộc hôn nhân hạnh phúc làm cho cô nhìn đời cởi mở và bao dung hơn. Và cô cũng biết ơn cô Kim Lan vì người đàn bà mà cô liệt vào hạng tôi tớ của mình, không vì những hiểm khích lặt vặt mà đầu độc lũ con của cô để chúng quay qua khinh rẻ và quán ghét mẹ chúng. Luôn luôn, cô Kim Lan giữ dạng trong tâm tưởng của chúng, hình ảnh một từ mẫu qua cô Quỳnh Yến, để mai sau bước vào đời chúng sẽ có niềm tin và ý tưởng cao thượng. Hai năm sau, Cô vợ đầm thất lộc Thầy thuốc cảnh cùng hai thằng con Tây Lai của mình về Pháp thăm mộ nàng Rồi trở về Việt Nam Ông liền cầu hôn cô Kim Lan Lễ cưới của họ khá linh đình Cô Quỳnh Yến cũng được mời Nhưng cô chỉ gửi quà Chứ không hề về dự đám Cô Năm Diễm Loan và cô Ngọc Nga trước đó một năm Đã lần lượt đi lấy chồng Bởi họ biết suy xét Về cái bề thế không tương lai bảo đảm của một gái bao. Cho nên khi gặp húng Lùn còn có tên gọi là Hoàng Long, còn có ông bang Quảng Đông Dê giảng là cô Năm Diễm Loan trổ hết ngón nghề để chài hắn cho bằng được. Khi lấy nhau rồi, cả hai thu xếp về chữ lớn để khai thác cơ sở thương mại của ông chú của húng Lùn để lại. Húng Lùn tuy không đẹp trai lắm, nhưng khỏe mạnh, ăn mặc bảnh bao, biết chiều chuộng vợ lúc đầu vì muốn có chỗ nương thân nên cô năm diễm loan mới dùng đủ mưu đen trước đỏ để trồng cái ách hôn nhân vào đầu cổ của hắn ăn ở với nhau chừng vài tháng là cô đâm ra yêu thương hắn chịu học tiếng quảng đông để có dịp xí xô xí xào với hắn cho tình nghĩa thêm mặn mòi còn cô ngọc nga được một thầy giáo dạy lớp nhất ở xóm bánh phòng tuy quá vợ mà đẹp trai cầu hôn thì đời nào cô bỏ qua dịp mai làm thím giáo hay sao? Tuy lương lậu của thầy có chừng mực, nhưng nhờ cô chạy áp phe giỏi nên cô sắm nhà cửa xoay xoan, sắm cẩm thạch cả dốc và sắm hột xoàn cả bụng. Cưới cô Kim Lan, thầy thuốc cảnh thiệt sự bơi lội trong hạnh phúc. Cô không mê sai ông như một cô thiếu nữ đang xuân đắm đuối người tình đầu. Nhưng cô săn sóc ông từng chút, ngọt bùi với ông, an ủi ông khuyên nhủ hoặc góp ý với ông mỗi khi ông gặp tình thế khó xử. Trong đêm tân hôn, ông đã mê mẩn với cái mùi thơm đặc biệt từ da thịt và hơi thở của cô thoảng ra, được ngắm tấm thân chắc nịch và mượt mà của cô. Ở cô, ông không thể nghĩ rằng tuổi đời sẽ tàn phá cái vẻ khỏe mạnh, vẻ nuột nà tinh khiết của cô. Ở cô, ngoài sự mê cảm trong thú gối chăn, ông còn tìm một kẻ đồng tâm đồng chí để có thể tin tưởng vào tương lai. Ông mua một ngôi biệt thự xung quanh có giường gần cầu Kinh Cục để cho vợ con ông ở chung với ông. Nơi đây, cô Kim Lan có thể tiếp đón những người hàng xóm cũ của cô từ đền Văn Thánh ra thăm. Ở đây, cô dành một chỗ kính đáo để chứa những thạp mắm lóc, những thạp mắm sặc, những hũ mắm tôm chua, những hũ mắm tôm trà. Và cũng nơi đây, cô gầy một giạc đất khá lớn để trồng nhiều thứ rau thứ cải ăn sống mỗi khi khách tới thăm thình lình cô cũng có thể đãi họ một bữa mắm tươm tất các đứa con tư sinh dần lớn lên con mai liên càng lớn càng duyên dáng mặn mòi dù da nó không mởn thêm nhưng mắt nó sáng long lanh nụ cười nó tươi sắc mặt nó sáng láng và hồng hào đố ai dám nói nó kém sắc thằng phương thì khôi ngô và cường tráng hơn cha còn hai con Mai Huệ và Mai Trang đúng là hai người đẹp, giống mẹ như đúc nhưng sắc diện lại đoan nghiêm hơn. Mỗi khi về nhà, ngắm con và ngắm vợ, thầy thuốc cảnh quên cả những mệt nhọc trong phòng mạch. Cho nên ông tìm cách để hợp thức quá lũ con rơi thành con chính thức của mình. Khi tới tuổi 40, cô Kim Lan vẫn còn trẻ đẹp, khỏe mạnh. Cô trường trai, nếu có thèm mắm, cô làm món mắm thái chay, có trộn chao, thính và riền nhưng không vì vậy mà mâm cơm của chồng cô dán bạc luôn các món bấm. Tuần nào cô cũng có làm một món bấm cho chồng và lũ trẻ. Món rau ăn kẹp với mắm luôn phong phú ê hề. Rau xanh tươi, mắm màu đất quê, tấm lòng tận tụy của người vợ hiểu biết luôn tươi thắm màu son, làm cho thầy thuốc cảnh cảm thấy bỏ xa những ngày lêu bêu cũ. Ông dần quên những người đàn bà, chỉ có thể làm ông say sưa trong chiếc giường của ông nhưng không hề đi sâu vào trái tim và tâm hồn ông. Những món mắm là những thức ăn mộc mạc. Cô Kim Lan cũng vậy. Từ khi về làm vợ ông, cô không hề ăn diện chảy chuốt, không mặc gấm nhung choáng lộn, không tô chuốt son phấn hực hở, không đeo vàng ngọc rườm rà, không cài quê thắt bông bừa bộn. Cô có nhân dáng khác xa nhân dáng những người đàn bà đã đi qua đời ông và đã cùng ông dãy dùng khoái lạc trong chiếc giường của ông. Cô tượng trưng các thứ mắm đồng như mắm cá lóc, mắm cá trê, mắm cá tràng, mắm cá linh, qua câu ẩm ờ của ông ngày nào. Ăn mắm thấm về lâu.